Xin chào các bạn. Tại Huy Nam của Trung Quốc, trong hai ngày 18 và 19 của tháng 6 mùa hạ này, chính thức được diễn ra giải cờ nhanh siêu cấp Long Loan Boy của năm 2019. Cái tên siêu cấp ra đời vì nó thực sự là nơi chỉ dành cho các kỳ thủ siêu hạng, với 8 vị có elo cao nhất sẽ phải thi đấu với một luật chơi đầy khắc nghiệt để giành lấy ngôi báu danh giá cùng phần thưởng chẳng thể nào hấp dẫn hơn, gần 700 triệu cho chức quán quân. Tính hấp dẫn của giải đấu không chỉ vì nó quy tụ những kẻ mạnh nhất, mà một luật chơi đầy mạo hiểm sẽ kén chọn đúng nhân mạng có đủ công lực và may mắn để trao vương. 8 vị sau khi bốc thăm sẽ chia thành 4 cặp đấu loại trực tiếp, chọn 4 đi tiếp vào bán kết và tiếp tục chọn ra 2 để tranh vị cao nhất. Là thăm may rồi nằm ngoài sự cơ cầu, kể cả những người trong cuộc lẫn ngoài cuộc, ai cũng mong chờ một màn đối sát kịch liệt giữa hai kẻ thủ lĩnh của làng cờ để phân định cao thấp. Ngoại tình lai khách, chiến thần hủy diệt vương thứ nhất, thiếu hiệp tàn bạo Trịnh Duy Đông. Nhưng công sự sẽ hóa thành công cốc nếu như cặp đôi này quyết tử ở vòng đầu tiên. Và một yếu tố nữa, mỗi trận long tranh hổ đấu như vậy chỉ diễn ra vỏn vẹn 10 phút của mỗi bên mà thôi. Tất cả sẽ tùy lấy duyên cơ. Nếu như thăng hoa về phong độ, một kỳ thủ nằm ngoài top 30 sẽ dễ dàng chém gục đệ nhất thiên hạ nếu vận khí hanh thông và quán nhiệm. Mỗi cặp đôi đều được tráo đổi tiên hậu để phân cao thấp trong hai ván liên tiếp, và nếu như hòa cuộc sẽ bước tiếp vào cờ chớp sinh tử. Luật chơi chẳng có gì thay đổi, nhưng năm nay thiên hạ sẽ một lần nữa được chứng kiến dịch lâm đệ nhất cao thủ kim cương bất hoại Hứa Tiên Sinh xuất sơn tỏa quang ở Trung Hoa. Sau thời kỳ của các vị tiền bối như Vương, Hồ, Dương, Lý, Liễu thì Hứa nổi lên khuynh đảo kỳ đàn trong nhiều năm liền, hùng cứ cả một phương trời rộng lớn, vang danh tứ hải. Với một phương chiêu ai cũng phải nể sợ, một giọt nước cũng chẳng hề để lọt. Thế nhưng sau một thời gian bộn bề kinh doanh, khiến đường cờ của Hứa gần như chững cả lại, với lớp trẻ đang ngày một trưởng thành và hoàn thiện đến đáng sợ. Gần nhất tại giải giáp cấp liên tái năm 2019 vừa diễn ra cách đây không lâu, thì Hứa đã buộc phải tham gia vì quê hương đất tổ, nhưng đã khiến cho cả đội và khán giả mến mộ ở quê nhà thất vọng, tại vì hai thất bại thảm hại liên tiếp trước Uông Dương và Lý Thiếu Canh lúc này đã khiến cho Quảng Đông sớm mất đi những cơ hội quý báu trên con đường viễn chinh mưu cầu đại sự, và phủ nhận hoàn toàn công lao miệt mài của sư huynh của mình là Lữ Khâm ở bàn kế cạnh, và đạp đổ luôn cả thành tích vô tiền khoáng hậu bất bại của Trịnh Duy Đồng ở giải đấu này. Có lẽ một phần lý do của các đả kích trên đã khiến cho Hứa phải hạ quyết tâm khăn áo tới tận Huy Nam để tranh bá đổ vương. Liệu Hứa có tiện đường công danh hay lại thêm những thất bại ê chề, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn sau khi bốc thăm thì vương thứ nhất sẽ đại chiến cùng Tạ Tĩnh, Triệu đối trận cùng Hứa Ngân Xuyên. Họ tưởng sẽ so cơ cùng loạn chiến Vương Hồng Chí và cặp đôi còn lại Triệu Kim Thành giáp mặt Trịnh Duy Đồng. Video hôm nay, Cửu Tử Năm Mê xin được chọn ra một vòng đấu kinh điển giữa Hứa và Triệu để bình phẩm trước. Hai vị đều là những cựu kỳ vương của Trung Hoa. Liệu Hứa có thể lấy lại vị thế của mình trên đấu trường đỉnh cao, hay sẽ oan trái lại tiếp tục trồng chất nghiệt ngã? Còn Triệu đứng trước sức ép của một chiến thắng sẽ hoàn toàn hợp lý hơn. Đối thủ công lực đã mờ nhạt ít nhiều, thì việc tậu khúc khải hoàn tiến thẳng vào vòng trong mới có thể xứng đáng với công sức thi đấu cần mẫn bấy lâu. Trong đó Hứa tiên thủ đã dùng sĩ giác pháo để dàn trận, là sau khi bình pháo, Triệu ôm âm pháo 8 bình 5. Hứa tiếp tục khởi quân mã 2 tấn 3 giữ lấy trung binh, thì Triệu mã 8 tấn 7. Sau khi Hứa bình xe thì Triệu lúc này cũng xuất động xe ở cánh trái này. Những hình ảnh phảng phất của một thế trận chính quy phản cung mã đối với ngũ thất pháo của Triệu hôm hôm. Sau khi khởi tiếp chính mã thì Triệu vén mã lên biên. Thay vì dùng xe 9 bình 8 như là một bố cục chính quy, trong hình cơ này Hứa Ngân Xuyên đã quyết định là dùng binh 3 tuần 1. Điều này dẫn tới một vài hệ lụy như sau. Chắc chắn rằng bên đen, tức là Triệu Mâm, sẽ phải tấn xe lên hà trước. Trong bao nhiêu lựa chọn buộc phải xuất động quân xe lộ 8 này nếu như không muốn bị bên đỏ tấn pháo để phong tỏa ngược. Thứ hai là còn khá tích cực trong việc ngăn cản xuất động của quân xe lộ 9 này. Nếu như bình ra thì chỉ cần theo xe để giữ, vừa phục trọn vẹn là binh 1 tấn 1 và sau đó khởi mã đánh xe. Nếu như xe đỏ có thăng lên thì chỉ cần bình pháo để kích đầu vẫn có thể đưa về một cục thế hòa hoãn như thường. Tại vì với việc xe pháo đang bị kiềm chế trên đường 2, sau khi đổi đi quân chủ lực đầu tiên muốn giải phóng hình trận, chỉ còn cách là bình pháo để kích đầu chủ lực còn lại. Mới vào trận được vài nước nhưng hai quân chủ lực mạnh nhất đã bị đổi đi.
e rằng lá đỏ sẽ khó để nắm bắt trọn vẹn tiên cơ. Cho nên trong hình cờ này, Hứa Ngân Xuyên đã quyết định là bất im tại vị chủ lực mà tiến hành bổ tượng. Sau khi Triệu khởi binh thì lại bổ tiếp một quân sĩ, và Triệu lúc này mã 1 tuần 2 thì Hứa bèn dùng binh 7 tuần 1. Thực sự mà nói, đây gần như đã là một hình trận bức bí của kẻ cầm đỏ, tại vì quân xe lộ 9 này rất khó khăn mới có thể tìm được đường di chuyển. Đó là một điểm yếu cốt lõi của thế trận phản cung mã cần phải nhìn nhận ngay từ đầu. Nhưng người cầm quân trong cuộc này chính là kim cương bất hoại Hứa Ngân Xuyên. Chúng ta hãy cùng xem những mưu đồ thật sự lớn lao mà anh còn ấp ủ đằng sau. Triệu Mâm khởi hoành xe thì mới bình pháo để kích đấu ngay. Sau khi xe buộc phải đổi thì mã lại thoái lui. Việc đổi quân vừa rồi đã mang về một thực lợi đầu tiên cho kẻ thủ hậu là Triệu Mâm dùng pháo chém thẳng chốt. Lúc này thì Hứa Ngân Xuyên bình xe. Có thể nói là một đòn phi đao kỳ lạ, ẩn chứa những huyền cơ diệu thủ mà chúng ta sẽ được mãn nhãn ngay tức tốc. Sau khi Triệu Mâm tượng 7 tấn 5 để làm chắc chắn phòng thủ trước, thì Hứa bèn nhảy mã chốc lấy pháo, pháo thổi hai. Rồi lúc này mới mở đường cho quân mã có thể tiến lên. Và Triệu bèn dùng xe bình qua chốc lấy mã thì chỉ cần lao lên đạp lấy chốt. Sau khi Triệu Mâm sĩ 6 tấn 5 thì đã không ngại ngần dùng mã quét lui trung pháo. Dẫu biết xe 10 pháo 7 mã 3, nhưng một quân mã của mình rất vất vả mới có thể huy động vào một chỗ chiến lược, đã bị Hứa Ngân Xuyên đổi đi không hề thương tiếc. Điều này có mang lại bất kỳ một sự khập khiễng nào về hình trận hay không, hay là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cho một cuộc đảo chính kinh điển? Sau khi chốt buộc phải tấn lên thì Hứa Ngân Xuyên lúc này đầy hung hãn. Tuần pháo vừa cản lấy tượng đang còn phục đánh xe, và Triệu bèn thăng xe. Lúc này thì Hứa bèn dùng binh 7 tuần 1. Vậy là đã hoàn toàn rõ ràng, một thực lợi đầu tiên, hình trận của Hứa Ngân Xuyên rất thông thoáng trong tầm nhìn của chủ lực. Và thứ hai nữa là đã tràn được một quân binh vượt sông. Thay vì nước khởi binh, bên đỏ hoàn toàn có thể xem xét tấn xe lên kỵ hà đối phương, vừa chốc tử lấy quân chốt ở trung tâm sau khi đã đánh đuổi quân mã lộ 2 này. Nhưng đó là một đường hướng tấn công có vẻ chậm chạp hơn. Còn ngay tại đây, không còn một điều gì có thể ngăn cản được việc vượt sông của nó cả. Chỉ cần khởi thêm hai nước nữa là có thể đe dọa vào hình trận còn khá chỉnh tề của phía bên Triệu. Tại vì lúc này, nếu như dùng chốt chém lên hoặc là tượng khử lấy, thì đều bị mã 7 tấn 6 đủ để chóc đôi. Và bên đen kiểu gì cũng phải vong mạng lấy quân mã lộ 2 này ngay. Bởi vậy, Triệu Mâm mã 2 tấn 1 đoạt thẳng vào chốt, kích đầu, Hứa đã không ngại ngần đổi ngay. Sau khi xe bình qua thì thay vì dùng chốt ủi một như là một tư duy thông thường, Hứa Ngân Xuyên đầy giảo hoạt lập tức bình xe chốc lấy pháo. Sau khi pháo bình vào nhiều sĩ tạo gan thì mới bình chốt. Nước bình chốt này xem thì bình thường, nhưng nó thể hiện rõ toàn bộ công lực siêu phàm của kim cương bất hoại Hứa Ngân Xuyên. Còn nếu như ủi thẳng thì bên đen vẫn còn những đường hướng tích cực hơn trong việc lợi dụng quân xe lộ 1 này để có thể tham gia phòng thủ, như là xe 1 sẽ bình 3. Còn tại đây, quân lực của đen thì rõ nhiều, nhưng gần như đang rơi vào một thế bị động hoàn toàn, buộc phải khởi binh 5 nếu như không muốn mất mạng. Hứa Ngân Xuyên nhanh như chớp, bèn tuần chốt chốc luôn cả pháo, pháo lại giạt ra biên. Rồi lúc này mới tuần xe chốc tử tượng, và bắt buộc mã 7 phải tuần 6 giữ lấy nó. Thì chỉ cần đơn giản là bình pháo cản tượng đang còn chốc luôn cả quân pháo lộ biên này. Triệu Mâm bèn tuần pháo để chốc lại chốt, thì xe lại thoái lui đánh pháo một lần nữa, pháo thối một, rồi mới bình chốt, vừa thoát khỏi cảnh truy đuổi của quân mã lộ 6 này, cũng như đang còn nhằm thẳng vào tượng và công kích. Quân ít cốt tinh, Hứa Ngân Xuyên hơn ai hết là người nắm rõ điều này. Chỉ với một quân chốt nhưng đang dần dần tiếp cận và gây ra những sự khó khăn về quân lực của Triệu Mâm. Mặc dù đang còn tạo ra hình trận đe dọa chưa mấy rõ ràng, nhưng khiến cho Triệu Mâm sẽ phải đối phó ngay. Tại vì nếu như nhờn nhơ đi bất kỳ một quân lực nào khác, ví dụ là binh 5 tuần 1, thì lập tức bên đỏ sẽ dùng chốt nện thẳng vào tượng. Đương nhiên là tượng chẳng thể nào còn tác dụng, lúc đó bên đỏ sẽ tấn xe để chốc lấy pháo vừa tượng ở trung tâm, pháo tuần 1. Thì mới dùng binh ủi thẳng để đánh mã trước, mã buộc phải quăng lên, rồi lúc này mới diệt gọn tượng đang còn tích cực đe sát. Sau khi xe buộc phải bình ra là một phương án duy nhất, thì mới bình pháo tiếp tục đe trên đường này, xe buộc phải thối lui và chỉ cần diệt gọn quân chốt ở trung tâm.
đen hoàn toàn rơi vào cảnh túng quẫn. Còn nếu như trong hình cờ này dùng mã thối lui diệt chốt thì vẫn bị bên đỏ là dùng pháo chém thẳng chốt. Biết rằng là phục nước, pháo sẽ bình 5 đóng nhập trung cung để mà chèn ép lấy mã, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào tìm ra một phương án đủ hay để có thể chống đỡ hiệu quả. Bởi vậy, trong hình cờ này, Triệu Mâm đã quyết định rời bước đội hình, ném tượng về phía đáy, mở đường cho quân phá lộ 1 có thể thoát ly. Và Hứa Ngân Xuyên dùng xe diệt thẳng chốt. Sau khi Triệu bình xe chốc pháo, thì pháo lại giạt ra cánh biên. Và để mở một con đường máu, Triệu Mâm đầy hung hãn phế lại quân tự lộ 3, tiến hành pháo 1 bình chính ngay tức tốc. Với đòn đánh này, Triệu đang còn mai phục những điều gì? Một thiệt hại trước mắt đã rõ ràng, Hứa đã dùng xe nện thẳng vào tượng. Triệu bèn dùng pháo chém lấy quân chốt biên, giành một thực lợi không hề nhỏ. Đương nhiên, nếu như để cho bên đen dùng pháo nhập trung, đỏ sẽ khốn quẫn ngay. Đang còn tích cực dùng xe 2 để cắm sát, bởi vậy sẽ phải đảo sĩ là lựa chọn của Hứa Ngân Xuyên. Triệu bình pháo để chiếu trước, sĩ buộc phải tấn, rồi lúc này lại thoái lui để diệt chốt. Đòn tính toán vừa rồi của Triệu Ôm Hâm đủ độ sâu để có thể hóa giải đợt thế công như vũ bão của Hứa Ngân Xuyên, gây ra bởi một nhân tố tưởng chừng như rất hiền hòa là quân chốt lộ 7 này. Cho đến cuối cùng thì nó chẳng thể nào tránh nổi sức pháo, đành phải bỏ mạng phơi xác ngay giữa trung lộ. Trận chiến tiếp tục sau khi Hứa Ngân Xuyên tấn pháo để chốc thẳng lấy trung binh, thì Triệu bèn bổ tượng đánh chủ lực trước, xe thối lui, rồi mới tiến hành quăng mã. Đây chính thức là một màn mời đổi chủ lực. Tính toán sơ qua thì chúng ta có thể nhận ra rất thỏa đáng về phía trận hình của kẻ cầm đen. Tại vì sau khi đổi quân thì xe pháo của bên đỏ khó lòng mà tác hợp nên bất kỳ một ý chí nào cả. Diễn biến tiếp theo sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Đầu tiên Hứa Ngân Xuyên dùng xe chém pháo, thì Triệu lúc này mới đoạt lại quân pháo lộ biên. Và Hứa bèn dùng xe khử thẳng tượng, Triệu bèn quăng mã để tạo căn. Trải qua một màn chém giết kịch liệt thì cục thế lúc này được đơn giản hóa, nhưng lợi ích vật chất trước mắt thì bên đen có vẻ áp đảo hơn với việc là hơn trắng hai quân binh. Nhưng đổi lại, về phía trận hình của mình gãy đi đối tượng lại tạo ra một nguy cơ khiến cho quân xe lộ 2 này rất khó khăn trong việc tìm đường di chuyển, sẽ bị cột cứng bởi chiến pháo lộ 9 của bên giặc. Nước phi mã này của bên Triệu xem như là khá trọn vẹn về hình trận, nhưng đã để lại một nguy cơ là bên đỏ có thể tấn chốt để vượt sông mà không hề gặp bất kỳ một thế lực nào ngăn cản. Còn nếu như thay vào đó, bên đen chỉ cần đơn giản là bình chốt qua, rõ ràng là một đường viện binh cuối cùng của bên đỏ sẽ bị cắt đứt, chính thức cuộc chiến còn lại giữa xe và pháo mà thôi, hoàn toàn có thể mưu cầu vào hòa cuộc, hoặc tận dụng tốt vào đôi chốt này dễ dàng để tạo ra một sức ép không hề nhỏ. Nhưng trong một ván cờ nhanh 10 phút, đã chẳng thể nào đủ thời gian cho những bậc kỳ vương hàng đầu của Trung Hoa suy tính trước sau, lấy đại cục để làm trọng. Triệu gần như đã đi theo thói quen của mình, lập tức phi mã và Hứa Ngân Xuyên tràn chốt. Sau khi đã nhận ra độ hớ hanh của mình, Triệu Mâm bèn vớt vát là bình chốt, chốt lại tấn lên, rồi lại thối mã đánh chủ lực thì xe chỉ cần thối lui. Và Triệu Mâm quăng mã lên phía trước, hồng phục nước mã 8 tấn 6 đến ngoạ tàu, bắt buộc bên đỏ sẽ rơi vào thế chống đỡ ngay. Nhưng Hứa Ngân Xuyên rất cao tay, chỉ cần treo tượng. Và chính thức toàn cảnh của kẻ cầm đen rơi vào thế khốn quẫn chưa từng xuất hiện. Sau khi buộc phải đi một nước rừng, Triệu Mâm thối xe chốc pháo, pháo thối lui, xe thối lui thì pháo lại tấn lên một lần nữa. Và Triệu mở đường cho mã thốc tới, mã 8 tấn 7, tìm một đường hướng tấn công mới vậy. Còn nếu như cứ án ngữ tại vị trí này, hoàn toàn không hề có lợi. Còn việc tận dụng 3 quân chốt trong hình cờ này đều sẽ rất chậm chạp so với việc quân binh lộ 3 của bên Hứa áp sát cửu cung và gây ra một sự đe dọa khủng khiếp. Nhưng cho dù là như vậy, một sức mã yếu ớt sẽ khó lòng mà ngăn cản nổi một quân binh đã có thần thái hung bạo đến ghê tợn. Lúc này thì Hứa Ngân Xuyên tấn binh và Triệu Hâm bèn thối mã đánh chủ lực thì xe chỉ cần thối một, chọc luôn cả chốt. Sau khi một hồi xoay sở với việc bình xe qua lại để chiếu nhưng vẫn tạo ra hình trạng như cũ, bắt buộc họ Triệu phải thay đổi nước đi và lựa chọn của anh là binh tràn qua sông. Thì Hứa Ngân Xuyên vẫn như đã định, chẳng có một điều gì biến chuyển có thể ngăn cản ý chí của quân chốt này tiến lên để địch trừ đại cục, lập tức binh 3 tấn 1. Đây là một trận hình hoàn toàn vô vọng đối với kẻ cầm hậu. Triệu Mâm bèn xoay sở với quân chốt biên của mình,
chốt một bình hai, thì Hướng Ngân Xuyên đã tìm ra một đường diệu cơ đủ để đẩy Triệu Mâm về cảnh bế tắc. Đầu tiên là bình xe chốc lấy mã, buộc nó phải lao lên, đang còn đe ngược lại nước chiếu trên đường này. Và Hướng Ngân Xuyên chỉ cần xuất tướng khá nhẹ nhàng. Lúc này thì Triệu bèn tuấn xe. Đương nhiên đây là một con đường ngắn gọn để hãm cả lại thế công như trẻ tre của bên đỏ. Chỉ cần xe hai bình 6 kích đầu mà thôi, ưu thế sẽ đảo chiều ngay lập tức. Gần như đỏ sẽ chẳng hề có một cách thức nào trọn vẹn để ngăn cản thế tấn công trên đường này của đen. Nhưng Hứa Ngân Xuyên đã có một đòn hóa giải khiến cho tất cả khán giả đều phải trầm trồ thán phục. Đầu tiên là anh Tấn pháo chiếu trước, xe buộc phải thối lui, rồi lúc này mới thổi pháo hai nước. Rõ ràng nước đánh vừa rồi của bên Triệu chẳng thể nào thực thi một cách liên tục. Nếu như cứ theo xe thì Triệu sẽ bị xử thua, tại vì đang còn chốc luôn cả pháo trong hai việc di chuyển của con xe này. Đó là bên đỏ sẽ cầm pháo chiếu một lần nữa, xe lại thối lui. Đôi bên cứ tiếp diễn hình cờ này, đến một lúc thì Triệu Mâm buộc phải thay đổi nước đi. Hứa Ngân Xuyên thối pháo thì Triệu lúc này sĩ 5 mới tuần 4. Thực ra đây chỉ là một đòn vớt vát để có thể ngăn cản quyền điều động mặc nhiên rất thoải mái và tự do của Hứa Ngân Xuyên. Thứ nhất là bình vào giữa trung lộ, thứ hai nữa là giạt ra cánh biên kết hợp với xe và chốt, mặt tướng đã lộ, hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc tốc sát chồng vánh mà thôi. Nhưng nó là cả một chân trời mới để Hứa Ngân Xuyên có thể tìm thấy một sát cuộc mãn ý của mình. Đầu tiên là anh bình chốt, sau khi Triệu phải lật đật dương dĩ, thì lúc này mới bình xe để đe sát. Và sĩ đương nhiên là phải thối lui, còn phải bảo toàn tính mạng cho quân xe lộ 2 này, tự bao giờ đã trở thành nguy cơ. Mặc dù trước đó việc chốc và đuổi pháo né tránh một bước là điều bắt buộc. Gần như mọi sự đã nằm trong sự toan liệu kỹ càng của kim cương bất hoại Hứa Ngân Xuyên, chẳng thể nào chống đỡ. Lúc này thì Hứa bèn tấn xe để đe sát một lần nữa, sĩ phải thối, rồi lại đóng pháo nhập trung để chiều tướng. Đương nhiên, tướng 5 chẳng thể nào bình 4, tại vì chốt sẽ ủi thẳng vào sĩ, không còn điều gì có thể ngăn cản được một sát cục trời giáng nữa, là xe 2 sẽ đoạt mạng luôn chiến hữu còn lại. Còn nếu như dương sĩ một cách tùy tiện trong hình cờ này đều phải trả giá ngay tức tốc bằng chính đòn vừa rồi, xe 2 nện thẳng vào quân sĩ lộ 6 này. Có thể nói là một trận chiến long trời lở đất, xứng danh là những vị kỳ vương hàng đầu của Trung Hoa, quá ư là mãn nhãn. Vậy là Hứa gia với lòng quyết tâm cao độ đã chính thức tiễn lục mạch thần kiếm của kỳ đàn ra về tay trắng khi hạ sát hai ván phân tiên liên tiếp, khẳng định được sức cờ vô cùng khủng khiếp của mình. Còn những bàn kế cận có một điều gì bất ngờ hay không, cầu thủ Năm Mê sẽ cố gắng tường thuật trọn vẹn tất cả các vòng đấu kinh điển còn lại trong giải đấu này. Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn like. Xin chào và hẹn gặp lại.